Theo thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, hôm nay ngày 22 tháng 10, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 4. Khoảng đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Thanh Hóa. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4 có nơi cấp 5, trời mát. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ không khí thấp nhất phổ biến từ 20 đến 22 độ C. Trên vùng biển, ở vịnh Bắc Bộ, bao gồm vùng biển Thanh Hóa, có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao nhất từ 1,5 đến 2,5 mét, biển động mạnh. Chiều tối và đêm 22 tháng 10, ở khu vực Thanh Hóa có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông, có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Mưa rông kèm theo các hiện tượng lốc xét và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Gió mạnh sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác